Anh đi hát á, thì ngoài cái đam mê của mình á, thì là gia đình có ủng hộ cho anh không? Ba anh là cái người phản kháng đầu tiên, không thích. Con nói thiệt với ba, con chỉ muốn ở lại Việt Nam, con trở thành ca sĩ thôi, con không muốn đi học nữa. Thì vừa nói xong cái đó là ông tát cho anh hai cái rồi té lăn dưới đấy luôn. Má anh chạy ra can cũng không được nữa. Trời ơi, có thể tưởng tượng không? Từ cái chữ Elvis Presley, trừ cái hình Elvis Presley, mỗi cái dĩa rồi cái đồ hát, cái máy hát rồi của anh đập nát hết trơn rồi. Anh chảy nước mắt, anh ôm mấy bộ đồ anh đi. Cả nhà thân mến, cả nhà ơi, hôm nay chúng ta lại trở lại với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Ôi lâu quá rồi, hôm nay chúng ta mới có một cái dịp để mà gõ cửa thăm nhà lại của những nghệ sĩ ở tại Mỹ. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và dự lửa tình yêu Big Couple đã đồng hành với chương trình này. Hôm nay đến một cái nhà mà gọi là của một nghệ sĩ mà Nga rất là thần tượng. Cả nhà đã từng coi Elvis Presley chưa? Để cái mái tóc mà xéo lên đó, xong rồi cầm đàn hát rồi róc rồi quằn quại. Thì hôm nay sẽ gặp một nghệ sĩ mà ngày xưa người ta cũng ví nghệ sĩ này giống như Elvis Presley. Đó là nghệ sĩ Elvis Phương. Yeah! Mọi người ơi, Thúy Nga vừa bước tới căn nhà của nghệ sĩ Elvis Phương. Trời ơi, dạ, lâu lắm mới gặp. Anh khỏe không? Thấy vậy là thấy khỏe rồi nha. Anh có biết là Nga bên đây tới nè. Bây giờ sẵn ở đây nè, cái bữa nhà ăn gái anh nó say như vậy đó. Anh hái cho Nga ăn cặp. Dạ. Nha. Dạ. Được không? Cái bữa này bữa gì mà nhìn nó ngon ha, giống nó giống như là bữa ổi á quý vị. Mấy đứa nhỏ nó nói là bữa ổi Biên Hòa đúng không? Đúng rồi, bữa ổi á, nên là cái trái nó nhỏ nhỏ. Dạ. Anh chọn cho em mà hai cái bữa nào mà cảm thấy mà ăn được á. À, có cái trái này. Dạ, được không? Được. Nước là chắc có lẽ nó chín á. Không, trái trái nước này ăn ngon nè. À, cái trái này nó nước. Trái nữa. Nó chín cay đó. Phải đủ một cặp mới được không? Dạ, phải đủ một cặp. Đây. Bên này. Dạ. Đây nè. Thank you. Thank you nè, Phương đã hái cho Thúy Nga một cặp bưởi. Anh ơi, bây giờ chúng ta có thể vào trong nhà trò chuyện được không? Đúng rồi, ngồi đây nó nắng quá. Bây giờ mình vô nhà nói chuyện đi. Cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặt đời ta không có ai, hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Có nước giặt giã tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Rồi vô nhà. Cái nhà dễ thương quá mọi người, rất là ấm cúng nha. Ủa anh em với Phương, cái nhà này của anh mua lâu chưa? Không, cái nhà này của con gái anh. Con gái lớn. Đó. Con gái lớn thành ra nó dạ. Cũng giống như bố nó đó.
mà. Nó sáng sấm karaoke hoài à. Hai vợ chồng là cứ hát túi bụi luôn vậy đó. Đây mọi người ơi. Ủa anh em Phương, rồi con gái anh không có theo nghề hả? Không, không có, không theo nghề. Hai cha con cứ nói chuyện về hát sướng rồi. Nó còn rủ anh thâu cho nó một cái đĩa CD riêng hai cha con hát đó. Anh nói ok, kỳ này là thâu đó. Thâu đi. Rồi. Em bắt không buộc phải thâu. Nhưng mà em cái view giùm luôn cho. Anh bật mí nha. Mấy đứa con của anh đó, đứa nào hát cũng hay hết trơn á. Trời đó. Ơi. Mà rồi mỗi đứa nó có công việc chuyện riêng của nó đi làm. Lâu lâu mà họp mặt lại gia đình hay gì đó, tụi nó hát, kéo nhau hát rồi. Nhưng mà em hỏi anh nè, anh có đứa con trai nào mà cũng đam mê nghề mà chưa vợ không? Để bây giờ em gọi anh bằng bố. Anh có thằng con Út. À vậy hả? Ừ. Chà, nó bao nhiêu tuổi vậy? À, nó ba mươi mấy, 40 gì đó. Vậy nó trẻ hơn em quá, em lớn tuổi anh. Nhưng mà thôi, cái vụ để gọi anh em với Phương bằng bố thì mình hoãn qua đi. Bây giờ chúng ta vào cái ghế, mình ngồi mình trò chuyện về những kỷ niệm về con đường nghệ thuật của anh Elvis Phương nha quý vị. Thật sự anh Elvis Phương là một cái người nghệ sĩ gạo cội đàn anh rất là lớn. Mà mình nó vào đây thì cũng không biết là sẽ nói cái gì. Thì bây giờ mình hỏi từ từ từng câu một đi. Rồi. Cái thời hỏi. Gian vừa rồi á, em có nghe nói là vợ chồng của anh chị á, về Việt Nam ở luôn. Mà không hiểu tại sao là bây giờ lại về Mỹ. Ở luôn thì không có ở luôn đâu. À, đi đi về về. Thí dụ như năm này ở bên kia nhiều hơn chút thì năm sau ở bên Mỹ nhiều hơn, còn về Việt Nam cứ đi đi về về vậy thôi đó. À, là cái thời đó là qua Mỹ hồi là tháng sáu năm ngoái, năm tháng 6 tháng ở, anh chỉ ở khách sạn không à? Ủa gì hả? Nhà con gái, nhà con trai, nhà em Út rồi này kia đó, anh không ở, tại vì mình sợ trong cái mùa vậy rồi nhỡ mình tới mà mình bị bệnh thì mình lây cho nó, cứ sợ con Covid như vậy đó. Cái đùng một cái dính. Dính rồi uống thuốc 10 ngày rồi kia xong xuôi hết rồi, bây giờ free Covid free. Nhưng mà mình không có triệu chứng gì anh chị hả? Cái ngày đầu của trời ơi ho, nó đau ngực đau quá trời, nhưng mà qua ngày sau cái là hết, nó nhẹ nhẹ lần gây rồi mình đi bác sĩ là hết luôn. Anh chỉ lo một cái là mình ho rồi đau ngực với lại nói chuyện cái giọng nó đổi hẳn luôn á. Bây giờ mà nói chuyện với anh thì em mới biết là anh có một cái nỗi sợ Covid đến mức độ mà anh Elvis Phương khi mà trở lại Mỹ mấy tháng trời ròng rã, hai vợ chồng chỉ ở khách sạn thôi thì tốn một cái số tiền chi phí hơi bị khủng anh ha. Tại giờ người cao tuổi, thanh niên cao tuổi rồi mà. Người ta nói mấy người cao tuổi là cái sức đề kháng nó yếu lắm. Hồi đó đó, lúc mà là mới vừa bị xong đó thì nghe nói là cái con Covid này nó lây rất là nhanh hả? Con Omicron vậy đó, anh nói đây nhanh nhanh vậy chứ không có triệu chứng nhiều, chứ coi chừng nó còn con nữa đó, mà mình không biết đó. Cái tụi mấy người bạn họ nói hả, còn con nữa hả, con gì, nói con oh my god đó, con đó mới sợ hãi nhất đó. Dạ. Giờ là không sợ vậy nữa. Thì nói chung là anh cũng đã qua một cái biến động nhẹ nhưng mà đã làm cho anh không còn sợ hãi nữa, nên bây giờ anh đã trà trộn đi về nhà con gái ở rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện nghệ thuật anh ha. Thì em muốn hỏi là anh Elvis Phương có thể chia sẻ cho em biết là có phải vì là anh đam mê hay là thần tượng nghệ sĩ Elvis Presley mà anh lấy Elvis Phương không, hay là cái tên nó từ đâu mà ra? Hồi lúc anh còn đi học đó, có tới nhà người bạn chơi, cái thì nhà của anh bạn đó họ có cái đĩa của Elvis, thì cái bài này mà là cái bài anh thích nhất hay nghe ở trên đài radio rồi này kia đó, thì mới mượn cái đó về. Cái bao đĩa đó thì có cái hình Elvis cầm guitar vậy nè. Cái lúc đó mình đâu có tiền bạc gì đâu mà để mua cái guitar hay gì đó. Cái có thằng bạn đó, nó có cái guitar mà nó đứt hết dây đờn, nó còn có một dây thôi à đó, nó cho mà cái thùng đờn nó cũng bể hết trơn à. Rồi cái mình cũng lấy cái guitar đó về, đóng cửa buồng tắm lại, cái là đứng trước kiến ở trong buồng tắm, cái cũng nhún nhảy nhảy luôn, đưa làm kiểu rồi làm dáng rồi này kia cho nó giống Elvis. Đó là anh mê Elvis từ nhỏ rồi. Rồi xong rồi đi hát á, người ta nói đừng có lấy cái tên Mỹ, người ta cứ tưởng mình là chắc là mẹ Việt Nam cha Mỹ hay sao mà đặt tên Mỹ không. Cái có một thời gian cái mấy người bạn suối cái nói thôi mình lấy tên là Ngọc Phương đi, ca sĩ Ngọc Phương đi, tại vì anh là tên họ là Phạm Ngọc Phương đó. Cái nói thôi ngọc thì thấy ghê quá, thôi lấy Thanh Phương, có một dạo có mấy tháng anh lấy là Thanh Phương
Còn cái lúc sau cái anh nói thôi thành Hương rồi cũng được thôi. Em với Phương là anh với Phương thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó anh cũng thích cái nhân vật ca sĩ nổi tiếng mà Elvis Presley á. Thì hồi đó anh mê cái bài hát gì mà anh có thể hát nó y chang như vậy không? Hồi đó anh thích cái bản là bản Blue Shoesu đó. What is one for the money, a two for the show, three together and now I'm go. Đó. Hồi đó anh nói là anh mê Elvis đến cái độ mà anh đi ra ngoài đường á. Mua những cái sách báo nào hồi đó cái nhà sách Xuân Thu đó, anh hay vô đó hay dở mấy cái báo như là Ciné Revue, Ciné Monde, Salut les copains rồi này kia. Cái báo nào mà nó có cái tên hay là cái hình của Elvis cũng mua về cắt cái tên dán trên vách tường. Mê thần tượng đến như vậy đó, dán. Rồi dĩa nào có anh cũng đi chạy đi kiếm tiền mua để đầy hết cái. Mà lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu và cái bài hát mà anh hát là cái bài hát tên gì không? Thì anh là xuất thân ở trong trường Pháp, là cái trường trung học Lycée Jean-Jacques Rousseau. Lúc anh còn đi học là anh nhớ anh đó là 1963. Nhưng mà anh toàn hát nhạc ngoại quốc không. Nhưng mà có một hôm anh đi một cái hội chợ của mấy bà sơ, thì thấy trên hội chợ có sân khấu, có ban nhạc rồi này kia nữa. Cái mấy người bạn anh nói, lên sân khấu hát đi Phương, lên. Nói, thôi, tao đâu có biết hát nhạc Việt Nam nào đâu mà đẩy lên. Ở đây người ta chơi nhạc Việt Nam không, người ta đâu có chơi mấy bản rock của Pháp, của Mỹ đâu mà tao hát được. Cái mấy người bạn cứ nói, kệ, lên đại đi, mày hỏi ban nhạc họ đánh được mấy bản nào mày quen đó, mày hát đi. Anh lên cái anh hát mới có được có một bản, hai bản nhạc Tây rồi này kia, nhạc Pháp đó. Dạ. Cái ở dưới có mấy người nói, hát nhạc Việt Nam, làm anh hết hồn luôn á. Cái anh mới sực nhớ ra hồi xưa đó ở nhà đó, ba má anh hay mở radio rồi này kia. Dạ. Nghe chị Thanh Thúy đó, ca sĩ Thanh Thúy đó, bà hát cái bản Nửa Đêm Ngoài Phố, rồi mình nghe riết rồi cái cũng nhập vô đầu của mình cũng biết rồi. Cái anh hát tới buồn và hồn không tên thức giấc nửa đêm, tới cái đoạn giữa, qua cái đoạn giữa xong xuôi cái ban nhạc phải solo, ban nhạc đang solo vậy, cái anh kêu ngừng đây nhìn tôi, ban nhạc hả, hả sao vậy ngừng, không hát nữa hả? Nó không phải, làm ơn đánh giùm tôi cái bản này cũng tông đó đó nha, nhưng mà đánh điệu rock giùm tôi. Anh vô ngay là... cái khúc giữa đó, nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Trời ơi, khán giả dưới nó vỗ tay quá trời quá đất đó. Hát đó em biết Phương là rock thôi. Một người nghệ sĩ mà muốn nhanh chóng chinh phục được con tim khán giả và nổi tiếng thì là phải tạo một dấu ấn riêng. Thì thật sự hồi nhỏ lúc đó em khoảng 10 tuổi, mười mấy tuổi, anh là những cái băng đĩa để em xem hết, nên là em nhớ cái phong cách của anh, nhạc đó, xong rồi rock đó, cái rock của anh đó là rất là mê luôn. 50 năm rồi anh ha. Không, đúng cái năm ngoái đó là anh hát được 60 năm rồi. Không, 60 năm theo nghề hả? Ừ. Ồ, một cái chặng đường mà không ngừng nghỉ đó nha. Lúc mà anh ở bên Tân Đảo đó, nó nằm ở gần nước Úc, thì anh đã bắt đầu đi hát rồi này kia đủ thứ. Yeah. Chung với lại anh Joe Marcel. Yeah. Với chị Thanh Lan. Yeah. Với Cathy Huệ. Và mấy năm sau anh mới về bên Paris, anh ở bên Pháp. Qua bên Pháp rồi cái sinh hoạt mà về đi hát nhiều á không. Yeah. Có không có giống như bên Mỹ. Giờ đó anh mới đi Mỹ sau đó. Nhưng mà khi anh đi hát á, thì ngoài cái đam mê của mình á, thì là gia đình có ủng hộ cho anh không? Ba anh là cái người phản kháng đầu tiên, không thích. Cho tới lúc mà anh thi bằng tú tài đôi xong rồi đàng hoàng rồi đó. Dạ. Thì ba anh mới nói là ba sẽ lo giấy tờ đầy đủ, passport, kiếm trường cho con đi qua bên Pháp, con đi học tiếp tục. Cái thì anh mới nói ba cho con một tuần lễ rồi con trả lời được không. Ổng tưởng là để nó đi suy nghĩ tôi coi như thế nào, phải không? Cái anh nói bây giờ đi đâu, ở nhà hay là đi đâu mà suy nghĩ. Cái còn nói con có mấy người bạn rủ con đi ngoài Vũng Tàu chơi, con đi Vũng Tàu mấy bữa rồi con về đó. Khi mà ở Vũng Tàu về rồi thì ba anh mới nói là sao, trả lời cho ba biết có đi hay là không. Hãy đi thì phải sửa soạn quần áo tuần tới là đi rồi. Cái anh nói ba, con nói thiệt với ba, con chỉ muốn ở lại Việt Nam, con trở thành ca sĩ thôi, con không muốn đi học nữa. Thì vừa nói xong cái đó là ông tát cho anh hai cái rồi té lăn dưới đấy luôn.
má anh chạy ra can cũng không được nữa. Ổng mới nói rằng là không có đi đâu hết á, nhà này đó không có muốn chứa một cái người nào mà làm nghề ca sĩ đi hát hết trơn á. Cái lúc đó anh đau quá rồi, thì má anh ra cũng đứng kế, cũng ôm anh, sợ ông đánh thêm nữa đó. Dạ, dạ. Cái anh cứ ngồi đó hoài. Cái một chút nữa cái ông đi xuống rồi, tại nhà anh rồi có một dãy phòng ngủ ở đằng sau nữa. Cái ông nói được rồi, muốn làm ca sĩ với gì đi gom góp quần áo ra khỏi nhà tôi hôm nay, đừng ở trong cái nhà này nữa. Anh mới xuống, anh xuống phòng của anh đó, phòng riêng. Trời ơi, có thể tưởng tượng không? Từ cái chữ Elvis Presley, trừ cái hình Elvis Presley, mỗi cái dĩa, rồi cái đồ hát, cái máy hát rồi của anh đập nát hết trơn rồi. Anh chảy nước mắt, anh ôm mấy bộ đồ anh đi. Đến khi nào thì ông ba anh ổng chấp nhận hay như thế nào mà anh thuyết phục được? Anh đi ra khỏi nhà khoảng 1-2 năm. Khi đó anh mới đi hát, anh đi hát mới có tiền chứ. Ban nhạc á, thì cái tiền mà đi làm được đó mới trích ra một cái số tiền mướn một căn nhà. Dạ. Thì một buổi tối kia anh đi làm ở một cái club Mỹ ở Long Bình á, thì khi anh về đó thì xe vừa ngừng lại, anh dòm cái ủa sao bữa hôm nay cái bà mà giúp việc sao bà quét dọn, bà nấu cơm sẵn rồi mà bà về chưa, mà cái cửa sắt đó còn hở ra mà ở trong còn bực đèn nữa. Cái nó chết 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 rồi, chắc cái này cái có ăn trộm hay đâu đó. Cái thì tất cả chạy xuống, anh chạy đầu tiên thì anh mới đứng nhìn cái cửa vậy, anh thấy má anh ngồi ở trong đó. Không biết làm sao mà má anh biết cái chỗ. Cái anh vô cái ngồi xuống cái còn nói ủa sao má biết chỗ con ở đây mà má tới để làm gì vậy mà giờ này má chưa về. Cái má mới nói bà nói bà nhớ con, đi về đi. Đi về. Trời ơi. Câu chuyện thì thật sự là nó quá xúc động anh. Nhiều cái câu chuyện mà trong cái cuộc đời anh rất buồn đó. Thì trong lúc đó cái là anh hát giặc việc nhiều nữa, cái là anh mới bắt đầu người ta nhắm vô anh. Đầu tiên là cái bản mà lời cuối cho em nè. Anh Văn Em một lần cuối đó này kia đó. Hồi lúc anh hát cái bài đó là lúc đó anh đang làm ở trên nightclub Queen Bee. Bà xã của anh, bà xã trước mất đi rồi đó. Hồi lúc mà Nguyễn Vũ viết cái bài đó thì bà xã anh còn sống. Bà đi nghe anh hát mấy bài đó, bà thích bài đó lắm đó. Thì em nhớ cái thời điểm mà đỉnh cao sự nghiệp của anh đó, thì anh có một cái bài hát mang tên đậm chất Việt Nam, đó gọi là Yêu Em của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Em ơi anh muốn nói rằng sao em còn mãi hững hờ, khi anh chọn lòng yêu em thiệt tha. Thì anh có thể chia sẻ cái giai đoạn đó là anh hot cái bài hát đó như thế nào? Lúc đó anh cũng vẫn đi hát ở các nightclub vòng vòng Sài Gòn Chợ Lớn rồi này kia đó. Dạ. Thì một bữa đó anh mới vừa đậu xe đi vô trong trong cái nightclub Queen Bee đó. Dạ. Thì anh mới vừa bước tới cái cửa vô đó thì có một người trẻ chạy lại nói anh Huynh Phương Phương. Ảnh lại ảnh mới nói là tôi là Lê Hữu Hà. Tôi là người viết nhạc rồi này kia, với lại tụi tôi có một ban nhạc kêu là Phượng Hoàng. Hôm nay tôi mạo muội đến gặp anh, tôi có bài hát này là bài hát đầu tay của tôi nè. Thành ra bây giờ tôi muốn nhờ anh coi thử coi anh có thích cái bài hát này không, thì anh có thể hát bài này rồi anh sâu băng giùm tôi được không? Yeah. Đó là bản Yêu Em. Thế là anh về anh tập anh hát rồi này kia, cái đường thâu xong rồi này kia đàng hoàng rồi. Cái là có một ngày cách đó cỡ chừng dài 3 tuần hay gần tháng, ông Lê Hữu Hà ông lại mò tới ngay cái chỗ đó. Ông nói ông mừng quá, ông nói trời ơi anh biết không, cái bản này là tôi viết đầu tiên cho người bạn gái tôi đó. Khi mà anh thâu rồi phát ra rồi này kia đó, bây giờ tôi lấy bả rồi, bà là bà xã tôi đó. Đó lúc đó cái anh Hà anh nói hay là anh nhập ban đi, vô ban Phượng Hoàng ấy. Thì cái anh mới hỏi là ban nhạc Phượng Hoàng giờ đi làm đâu vậy, thì mấy người nói đang làm ở Catina. Yeah. Là cái đường đồng khởi đó bây giờ đó. Thì
Ban Phượng Hoàng của anh Lê Hù Hà mới mời anh về cộng tác. Thì bắt đầu từ cái ngày đó cho tới bây giờ đó, đi tới chỗ nào anh cũng hát toàn là nhạc của Phượng Hoàng hết. Là coi như mình ví mình thôi nha. Dạ. Chứ mình không dám nói nữa. Mình ví mình như là cái người giữ lửa cho Phượng Hoàng. Nói chuyện với anh em với Phương thì thật sự nó quá nhiều câu chuyện. Không biết là con đường nghệ thuật của anh á, anh có một cái kỷ niệm nào mà anh không bao giờ quên không? Nếu mà nói mà có thì anh có rất nhiều. Aerosmith Vita, giữ khoáng tự nhiên, khơi nguồn sức sống. Thì nhưng mà anh, cái câu chuyện mà anh thấy là anh rất là may mắn. Anh có một người vợ bây giờ đã sống với anh trên 40 năm rồi. Wow. Đó. Anh nói thật, nếu mà cái năm mà anh mổ tim đó mà không có chị Hoa bên cạnh đó thì chắc anh cũng chết lâu rồi. Cái thời điểm đó là ở Mỹ anh? Ở Mỹ. Anh đi hát ở bên Pháp. Cái phi trường ở bên Pháp đó, phi trường Charles de Gaulle đó, nó, cái đường đi ra máy bay nó rất là dài. Dạ. Mà anh cứ đi một chập là anh đứng lại, nó đau ngực quá, chịu không nổi. Mà mình không biết mình tim anh? Chưa biết gì hết trơn đó. Thế mà đi nhanh một chút xíu thôi đó là đau. Lúc đó anh còn Chí Tài với lại Phương Loan, với má của Phương Loan là ở bên Hawaii đó. Dạ. Còn nói anh là ông phải đi kiếm cái ông thầy thuốc bắc này nè. Ông có cái loại thuốc mà làm cho mình không có bị đau tim. Dạ. Nhưng mà anh cũng không biết là anh có đau tim hay là không hay là cái gì nữa. Về tới Mỹ cái là chị Hoa nói anh là phải đi khám bác sĩ đi. Thì lúc đó mới đi khám ông bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Kim. Cái ông khám xong cái ông ngồi ông chích cho anh một cái loại dye đó, là cũng giống như một cái nước màu vậy đó. Dạ. Nó chạy vô hết mấy cái gân rồi này kia, thử coi nó bị nghẹt chỗ nào. Thì cái đường nước nó màu xanh đó, nó chạy. Nó chạy lên tới cái chỗ mà cái đường dẫn máu của tim chính của tim đó, nó dẫn lên óc rồi này kia đó. Nó nghẹt 98%. Nghĩa là anh có thể ngủ cũng có thể chết, bất đắc kỳ tử. Cái anh nói chết bây giờ phải làm sao bác sĩ? Cái ổng nói là bây giờ đi theo với tôi vô nhà thương Fountain Valley đây mổ liền, tức khắc. Cái nói không được bác sĩ ơi, tháng tới tôi cũng đầy xô hết rồi làm sao. Cái ông nói không có xô xí gì hết trơn. Không tham mê nghề nghiệp dữ gì đó. Bây giờ muốn chết hay sao? Muốn chết thì muốn xô đó con. Bà lại nói không có xô xí gì hết đó, đẩy ông đi mổ cho rồi đi. Dạ, dạ. Là đẩy anh vô mổ luôn. Lúc đó cái thời điểm đó chị Hoa là cũng đã là bà xã anh rồi. Bà đúng xã không? Anh rồi đó. Thôi bây giờ chắc em muốn gặp luôn bà xã anh, có nhà không? À có. Có hả? Mình ơi. Trời ơi mình ơi. Chị Hoa, nãy giờ là em nghe trong cái câu chuyện của anh Elvis Phương nói về chị với một cái tình cảm thiết tha và một trái tim yêu thương và trân trọng. Thì chị có thể chia sẻ cái kỷ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau ở chỗ nào và như thế nào mà để mà 40 năm sống bên nhau mà hạnh phúc như vậy? Nghĩ là anh Vương, anh sợ chị chết sớm không ai lo cho anh. Ngày đầu tiên gặp nhau. Thôi để anh kể dùng nha. Anh kể đi. Chị đang e thẹn như gái 18 đó. Cái chuyện tình đó, nó bắt đầu như thế này. Anh lúc mà đi hát ở bên Houston á, dạ, Texas, có người bạn. Một người bạn nói tôi quen với hai người bạn này là bạn thôi, rất là dễ thương. Mà hai người này cũng ở cùng nhà nữa, cũng kêu là tên Hoa hết. Một người á là Lệ Hoa, còn một người là Liên Hoa. Liên Hoa là người Nam, Lệ Hoa là người Trung. Để tôi giới thiệu rồi cái cho ông quen với mấy cô này dễ thương lắm. Cái tới nhà lúc đó cũng dồn dồn, bà nào là Liên Hoa, bà nào là Lệ Hoa. Cái mới chỉ chị Hoa. Đó. Cái thì nói bữa nay thì cũng không có mua đồ ăn gì nhiều hết á, chỉ có nấu cháo rồi đó thôi, mua cháo nhẹ nhẹ ăn chơi. Cái bữa cháo đầu tiên đó, Thúy Nga có biết như sao không? Nấu cháo mà bị khê. Ủa mà ai nấu vậy, chị nấu hả? Đây, ăn quá trời luôn á. Ủa tại sao lại ăn quá trời? Phải, trời ơi, nói người đẹp mà nấu mà mình không ăn thì mình chê là kỳ lắm. Lúc sau đó, anh về, anh mỗi lần hai vợ chồng ngồi nói chuyện là anh nhắc lại đó, nói
Bà ơi, bà có nhớ nè, bà cho tôi ăn cái cháo lú là tôi lú lẫm tôi mê bà luôn á. Đó. Bố phải kể là ngày kế bố đi ra phi trường bố gọi cho ha. Ngày không chưa xong mà. Còn bố xin ngủ lại nhà nữa chứ. Đó, cái màn xin ngủ lại nhà hay nè. Xin ngủ lại mà biết làm sao không? Nhà chật quá, tại hai người là hai phòng rồi. Mà mới quen mà tự nhiên ngồi ngủ chung phòng thì kỳ quá. Xin trên cái chiếu như cái mà anh ngủ ngoài hành lang đó. Trời ơi, dễ thương vậy. Lên tới sáng luôn, ngay là đưa anh ra phi trường. Cái là đi về rồi, cái anh ngồi nghĩ sao nói. Mới gặp người ta mới này kia mà sao mà bây giờ mình lên phi trường mình đi về quyến luyến quá. Sao mình nhớ quá vậy, không biết sao. Cái mò. Cái cha mò gì vậy? Mò kiếm tiền bắt cắt bỏ vô gọi đó. Trời, em tưởng anh mò cái cũng gì. May quá, trời mới hát xong người ta phát lương cho mình là toàn tiền chẳng không à. Làm sao có bằng cắt. Thời đó chưa có điện thoại. Phải quá, còn 25 cent. Hả? Bỏ vô được. Điện thoại lợi. Nói chuyện. Anh mới nói không hiểu tại sao mà làm cái gì mà tôi dương vấn quá, bây giờ tôi sắp sửa lên máy bay về lại Cali rồi mà tôi nhớ quá không biết làm sao. Bây giờ tuần tới đó là tôi hát ở bên Louisiana đó, New Orleans đó. Có thể mời đi qua coi được không? À, rồi cái sau đó chị Hoa có qua không anh? Qua liền luôn, mừng quá, qua giải trai dưới trần. Đi đón á, không có vali, không có gì hết trơn á. Sách có cái bóp nhỏ nhỏ thôi, không có sửa soạn gì hết á. Thế hả? Mà lúc đó còn thơ ngay đến nỗi vậy đó. Mà lúc đó son cũng có nó đánh Vaseline. Nhưng mà người ta giác một cái tấm thân ngọc ngà tới là được rồi. Không, nhưng mà đâu bố nói cần... là bố thích Hoa như vậy mà. Đúng không? Bố nói vậy nè, bố gặp ca sĩ lúc nào cũng son phấn. Bố thấy Hoa vậy, bố thương. Bố có nói thiệt, đúng không? Và xong cái đêm đó là gục luôn hả anh? Đêm đó mình động phòng đúng không anh? Nói chuyện cười tới sáng luôn. Nói chuyện cười không mà giỡn. Anh là hay nói chuyện chuyện Tiểu Lâm lắm. Không có đụng chạm một cái gì đó, nói chỉ chuyện. Có nắm tay vậy. Nắm tay nói chuyện, kể chuyện vui cười. Trời ơi, mới quen rồi sao nó ách tắc người ta dữ vậy. Tại vì em thấy anh nhanh lẹ quá đó. Leo lên sân khấu á, hát nhạc giật mạnh, nhạc rock rồi này kia giật gần vậy nhá. Nhưng mà nói chuyện hay là cái gì đó toàn nhạc xì lô không. À vậy đó hả. Xì lô nó đi từ từ mà nó thấm lâu lắm. Rồi bố kể là bố về tốn tiền điện thoại quá. Mỗi tháng là tốn thời đó là ngàn đô. Gọi tiền điện thoại với nhau tốn quá đó. Anh nói thôi, bây giờ mình phải có một cách là làm sao mình mua cái điện thoại đó về luôn đều mới được. Cái là xin hỏi cưới luôn. Làm lẹ luôn đó hả? Lúc đó sợ thay đổi á. Dẫn ra ngoài Mary, ngoài tòa rồi này kia. Làm hôn thú luôn. Trời ơi, người ta nói thời buổi giờ người ta rất là sợ cái câu quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng mà thực sự cái mối tình của anh Elvis Phương với chị Hoa giống như là một cái sự sắp đặt của tiền kiếp, có hẹn hò nhau quá nhanh nhưng mà không hề nguy hiểm nha quý vị. Người ta vẫn tồn tại đến 40 năm. Năm nay là 41 năm rồi, tháng 8 năm tháng 80 tới bây giờ đó. Nhưng mà trong cái quá trình hai anh chị ở bên cạnh nhau á là không có giận nhau miếng nào luôn. Không có bao giờ có to tiếng với nhau hết trơn á. Chị cứ thấy làm thinh là biết giận đó. Dạ, rồi dạ. Cái lại năn nỉ đó. Giận sao được. Mỗi lần mà thí dụ như muốn giận á hả, anh nói bà nha, tôi mà bỏ đi á là tôi đi xa lắm đó nha. Bà trong mong kêu tôi về. Cái bà nói làm gì đi xa, đi gần gần đi chứ đi xa gì. Cái bà nói ồ vậy là bà không biết gì hả, càng đi xa anh càng nhớ em. Trời ơi, nhưng mà em hỏi hằng ấy riêng là anh chị có mấy con riêng với nhau à? Anh chị có một đứa. Một đứa là con trai. Dạ. Bảnh trai. Rất là bảnh trai. Mấy này anh có giới thiệu rồi nhưng mà em không có làm dâu được các chị. Chị đã giống như là theo anh 41 năm rồi. Chị có một cái nguyện vọng gì cho hết cuối cuộc đời mà chị có thể chia sẻ để cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà nghe và biết được cái tình yêu của chị dành cho anh là như thế nào không? Cái nguyện vọng của chị á, dạ, là anh hứa chị sao anh phải giữ lời. Ủa, anh hứa gì vậy? Bữa hứa bữa sống 104 tuổi phải không? Anh hứa anh phải hát tới 104 tuổi lận. Anh sống với chị lúc nào anh lẫn thì thôi. Khi nào mà anh không hát được nữa, cái người đầu tiên biết là anh không hát được là đây. Chứ không có ai hết. Mỗi lần anh hát là chị vẫn còn xúc động. Đi hát bây giờ là chỉ một cái niềm vui. Anh nói anh không hát được là anh không biết làm cái gì. Lúc mổ tim xong á thì anh nói là chắc bố phải về Việt Nam, bố nên lên núi, bố ở
Nó trời. Để mà luyện giọng trở lại. Nó bố ơi, đương ở Mỹ về Việt Nam, bố phải hỏi Hoa thích không, rồi tự nhiên là lên núi nữa thì sao? Ông kêu không, bố phải về Việt Nam, bố phải hát lại. Thì cái cách đó là chị biết ảnh rất là mê. Yêu nghề. Yêu nghề. Anh yêu với Phương. Hồi đó là mình quen với Quốc Trung, với Thanh Lam. Thanh Lam. Bố nói là bố về, bố sẽ học nhạc của, học lại cách luyện của ba của Sơn Quốc Trung. Nói là bố ơi, mình không cần phải hát nữa nếu mà cái sức khỏe không cho phép. Anh kêu mà chắc bố không hát, chắc bố chết trước khi mà cái chuyện nó xảy ra. Thì khi mà chị về Việt Nam lần đầu, chị nói thật, chị cũng không phải là thích lắm đâu. Nhưng mà chị thấy ảnh thích quá. Ảnh yêu nghề. Và những người chung quanh họ yêu ảnh quá. Khán giả. Tự nhiên chị thích luôn. Rồi hai vợ chồng quyết định là về luôn. Và chị thấy mỗi ngày ảnh đi về là ảnh vui. Không có cái gì, ảnh không cần biết. Nhiều khi đưa ngồi coi tivi vậy nè, ảnh cũng giật nhạc, ảnh hát hò hay hát quỷ. Vậy hả? Anh học bài hát đó, tối đi ngủ đó. Anh cũng hát. Đừng có tưởng anh ngủ nha, anh hát. Mới này nè. Trong giấc ngủ anh hát luôn hả? Anh hát luôn. Mới này nè bố, Covid nè. Trời ơi, chị thức hoài, chị sợ quá, chị thấy ủa sao đắp mền mà sao cái chân ổng cứ rung vậy. Chị ngồi chị coi đi, cha bị cái gì vậy ta. Chị lại bố ơi, bố ok không, bố ok không bố. Giật mình ổng kêu, bố ok, tại sao bố rung quá vậy. Bố đương hát. Trời ơi, đánh nhịp á. Nó vừa phải thôi ông ơi. Dễ sợ lắm á. Chị nói thiệt, chị hãi hùng luôn á. Nhưng mà cái thời điểm đó là cả anh chị đều dính hết. Đều bị hết. Đều dính hết, nhưng mà chị sợ ảnh, tại vì ảnh bị mổ tim nên với chị thấy ảnh cứ rung vậy nè. Với lại còn lớn rồi. Dạ. Nên chị không ngủ nha. Gần 2 tuần chị không ngủ. Cái lúc mà Covid hết á thì Hoa nói mẫu cầu nữa nè. Bây giờ Hoa phải ngủ. Chị ngủ 2 ngày liên tiếp luôn. Cái này chị nói thật. Tại vì chị nghĩ là thôi ảnh sống rồi. Bây giờ Hoa phải ngủ. Chị ngủ. Ảnh làm thì làm, chị ngủ cũng gần 2 ngày. Nên chị phải nói thật sự, anh này ảnh mê hát quá. Anh mê một cách mà chị nói thiệt chị không tưởng tượng nổi. Thêm một cái này nữa là, cái này là chị phải nói xấu ảnh này. Không bao giờ muốn rịch vợ rời xa một bước. Chị đi làm tóc, làm mặt facial cũng ngồi đó chờ. Anh ngồi ngoài cửa anh chờ. Đến độ mà mấy người nó nói là không có thấy một người đàn ông nào, chứ đừng nói ông Nguyễn Phương. Rồi cho ông nhắn vậy, ủa nói một tiếng mà xong chưa cưng. Ở facial người ta đâm mất nạ, đâu có nói được. Bố ơi đi đâu chút đi. Không chịu đi chờ 2 tiếng. Đây là một cái sự mất tự do. Không chị phải hãnh diện điều đó. Không, tại vì diện. Một cái người nghệ sĩ nổi tiếng người ta rất là đào hoa và rất là nhiều có bóng hồng theo. Nếu mà chị xảy ra một cái là sẽ có người theo. Nhưng mà anh em với Phương là một cái trường hợp điển hình và không giống ai cả. Là anh không bao giờ rời xa vợ. Anh kể một chuyện nữa là phải kể luôn. Kể nói với chị. Bao nhiêu lần chị nói bố ơi, bố vô bác sĩ, bố phải biết bố uống thuốc gì. Lần nào bố vô bác sĩ là bố cũng phải kêu Hoa vô. Người ta tưởng bố là bố bị Alzheimer, bị lẫn. Không, bố muốn vợ vô. Bác sĩ hỏi anh uống thuốc gì, kêu vợ Phương vô. Anh chỉ có một câu trả lời thôi. Bất cứ đi bác sĩ nào hỏi anh uống thuốc gì rồi kia đó, anh nói thuốc gì mà vợ tôi đưa cho tôi uống. Chỉ có ở trên đời này chỉ có cái thuốc ngừa thai là tôi chưa uống thôi. Chỉ có vậy thôi. Đây là vấn đề. Vấn đề từ đó. Tới bây giờ vẫn y chang nghệ sĩ vậy chị. Yêu nghệ thuật quá, những vấn đề khác mình hơn. Rồi, bị lơ tơ mơ. Chị kể một lần nữa đây. Hồi lần đầu tiên về Việt Nam, chị mới nói bố ơi, bố làm ơn bố đi ra mấy cái tiệm, bố photocopy giùm 2 cái bát bo. Đi ra photocopy. Ngày đầu tiên đi về Việt Nam, hỏi bát bo đâu. Chứ cha, bố chị đưa Hoa tới copy. Bỏ vô trong tiệm copy luôn. Bỏ vô tiệm copy luôn. Đem 2 cái copy không à? Đem 2 cái copy à? Bò trắng thật để trong tiệm luôn. Trong tiệm luôn. Yeah. Rồi một lần nữa là từ đó là chị làm hết. Hoa nhớ một lần Hoa nói bố đi ra lấy tiền. Ông ra ông lấy tiền xong mà ông về ông nói đi chứ. Đi ra giùm bố đi, hỏi tại sao vậy? Bố quen cái số code. Nó nuốt cái cạc luôn rồi. Bố ấm tới bấm đuôi nó nuốt cái cạc luôn rồi. Từ đó là không bao giờ chị nhờ ảnh gì hết á. Đây nè. Nhớ bài hát bây giờ anh nhớ cả 100 bài vậy đó. Một cái lần nữa Hoa thiếu điệu Hoa khóc luôn á, là ở Đông Phố. Chị đà đủ thứ hết trơn. Ngày đó là ngày sinh nhật. Đà đã rồi. Bố ơi tuần tới mình làm cái gì? Ông ủa tới 3 giờ là chị hết mất bình tĩnh rồi. Dạ. Thì chị bắt đầu không vui nữa. Thì mình thấy Dũng Phượng rồi đem cái gì? Đem Hoa tới. Anh mới nhớ sực sinh nhật chị. Anh cũng làm lơ luôn, bị quê rồi. Đi ăn xong gần 9 giờ nhờ người ta đi mua bông. Nhờ cái nhà hàng đó đi mua bông. Mà chị cũng quê hơn nữa. Thương nhau đó. Nắng mưa, chủ nhật, ngày thường, ngày lễ, ngày tình nhân, ngày bất cứ cái gì đó. Cũng không để ý nữa. Biết tại sao không? Một năm 365 ngày, ngày nào cũng là ngày
tôi yêu bà nhiều lắm. Nói câu đó không giận nữa. Không bây giận giờ nữa. Quên, cho quên luôn, không sao hết. Quen rồi. Anh Phương không bao giờ anh nhớ một cái ngày nào hết. Nên là tiền chị cứ quản lý thoải mái, chị có đưa cho ai anh cũng không biết đâu. Cái, không, đó, em nói cái đó là cũng một cái vấn đề đó nha. Chị nói với anh vậy nè, bố không ai biết được ngày mai, giày dép cũng có số nữa, bố phải biết chỗ này bố có bao nhiêu tiền này, nhà băng kia. Ông kêu không cần biết, cưng chết bố chế theo. Quá nhà quê, làm sao mà cưng chết bố chế theo được. Không cần biết. Thì nói anh, thiệt, anh không có để tiền trong túi đó. Một cứ gư mỗi một lần mà hát xong á, dạ, cho anh 100. Cho 100 đô. Thôi đó hả? Rồi cho 100 đô. Toàn là mua đồ cho vợ. Tôi đi kiếm cái gì là mua đồ cho vợ không à. Rất là đáng yêu. Ơi Thúy Nga cũng rất là cảm ơn anh Elvis Phương và chị Hoa, một đôi vợ chồng mà tuy cao tuổi nhưng mà rất là hồn nhiên nhí nhảnh. Anh rất cảm ơn Thúy Nga và nhà tổ chức chương trình này cho anh một cái ngày rất là vui. Dạ, em phải nói là em cảm ơn anh rất là nhiều. Ngày hôm nay là anh Elvis Phương đã chia sẻ câu chuyện rất là hay, tất cả cung bậc cảm xúc từ lúc trẻ cho đến lúc bây giờ luôn. Bây giờ là Thúy Nga xin tạm biệt chương trình. Và cả nhà ơi, nhớ đón xem chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà vào mỗi buổi tối thứ 5 trên HTV7. Một lần nữa, Thúy Nga và anh Elvis Phương và chị Hoa xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị đã có thời giờ để mà xem chương trình nha.